rất thú vị. Cây này nó có độc nhưng nó lại chữa về bệnh viêm xoang với mũi dị ứng, nó cực kỳ hiệu quả. Và cách sử dụng như thế nào, làm như thế nào để không dính độc mà lại điều trị viêm xoang thì mọi người có thể quan sát. Đây chính là cái cây hôm nay em muốn giới thiệu, đó chính là cái cây dao. Thì cây dao này nói có độc nhưng mà thực ra nó chỉ khi mọi người dính nhựa vào mắt ấy, nó sẽ nguy hiểm thôi. Nó còn lại là khi sử dụng ấy, mọi người cứ lấy cho em và cắt càng lấy nhiều nhựa càng tốt, những cành nhỏ như thế này. Sau đó là mọi người có thể cho một ấm nước này, cho khoảng 500ml nước đun sôi cho em. Và khi sôi nhá, mọi người có thể quấn cho em một cái ống bằng bằng giấy thôi, sau đó cho vào cái vòi của cái ấm siêu chẳng hạn, thì khi hơi nước nó bốc lên, hơi nước của cây dao này, mọi người có thể hít và ngửi cái hơi đó. Thế thì mỗi ngày hít cho em khoảng 15 đến 20 phút, lúc đầu chưa quen, còn khi quen có thể hít 30 phút. Mọi người cứ làm thử mà xem, nó hiệu quả vô cùng luôn. Và cái bài thuốc này em đã chỉ rất nhiều và thực ra các cụ từ ngày xưa đã sử dụng rồi, như bà con vùng quê em đi sử dụng này nên tỷ lệ bị viêm xoang nó ít lắm. Thế thì khi sử dụng cái cây dao này, mọi người lưu ý là đừng để cái nhựa nó dính vào mắt này, hoặc là những cái ấm đó nhé, khi mọi người đun xong thì phải để riêng chứ không để lại rửa sạch đun nước uống, bởi vì rửa sạch chưa chắc nó đã sạch hoàn toàn. Do đó thì mọi người lưu ý giúp em thôi. Nhưng còn hiện tại nếu như bà con không có những dược liệu như thế này mà muốn điều trị viêm xoang với mũi dị ứng này, đặc biệt là trong những mùa giao mùa như thế này, có thể liên hệ trực tiếp với em hoặc comment bên dưới, thì em có những sản phẩm bào chế hoàn toàn đông y, an toàn và lại hiệu quả cho mọi người. Mọi người bỏ ngay những cái loại xịt mà corticoid đi, nó không hề tốt cho cơ thể chút nào đâu.